Chào mọi người, mình tên là Thảo Linh. Mình làm nâng mũi sườn sườn khoảng 1 tháng rồi. Cái mũi trước khi phẫu thuật của mình á, thì mũi mình rất là xẹp, mình không có sống mũi luôn, mà đầu mũi mình tẹt nữa. Da mũi của mình rất là mỏng, đầu mũi mình ngắn, cho nên mình mới quyết định nâng mũi. Trước khi phẫu thuật thì mình có tìm hiểu ở nhiều nơi. Mình chọn Bắc Phương, mình cũng có xem trên group các hội nhóm nâng mũi gì đó ở Facebook đó, thì các bạn có review ở Bắc Phương rất là nhiều. Mình như ở thành phố thì mình thấy nhắc Bắc Phương nhiều, nhưng sau đó là mình có Bắc Phương và mình chọn luôn Bắc Phương tại vì mình thấy dán mũi mà các bạn làm ở Bắc Phương mình rất là ưng, vì cái độ cao của nó phù hợp đó, nên là mình quyết định chọn luôn chỗ Bắc Phương làm. Mình tìm hiểu chắc cũng khoảng 3 năm á, nhưng mà khi mình biết tới Bắc Phương thì chắc chừng 1 năm đổ lại thôi là mình quyết định thực hiện ở chỗ Bắc Phương. Lần đầu tiên gặp Bắc Phương thì Bắc Phương đã tư vấn cho mình là nâng mũi sụn suy phơm, nhưng mà do nó có rủi ro về nhiễm trùng á, nên mình có hỏi bác là mình muốn sụn sườn luôn được hay không. Bác không có nói với mình sụn sườn tại vì do vấn đề tài chính á, thì nó giá hơi cao. Nhưng mà mình cũng quyết định là làm sụn sườn cho nó an toàn luôn. Bác Phương đồng ý. Thì trong quá trình 1 tháng mình nâng mũi á, thì thời gian đầu khoảng chừng 3-4 ngày á, mình sẽ có cảm giác nhói, cho đến khi mà tháo nẹt có khoảng 7 ngày là nó ổn rồi. Khi tháo nẹt rồi mình cảm thấy ổn hơn. Sau đó là 2 tuần, 3 tuần, tới 1 tháng hiện giờ là mình thấy hết cảm giác nhói, chỉ là chưa có thể vận động mạnh như các bạn đi tập thể dục được thôi, nhưng mà sinh hoạt bình thường rất ổn định luôn. 10 ngày rồi thì mình vào công ty, mọi người kiểu nhìn không ra, lúc đó mũi nó sẽ đỏ hơn, nhưng mà mọi người cảm thấy nhìn khác hẳn luôn, gọi cái mặt mình nó gọn hơn theo chiều hướng tích cực ấy, thì cái mặt mình nó gọn hơn và nhìn kiểu tay ra hay sao đó, mọi người khen là quyết định nâng mũi rất là đúng. Thì có một bé trong công ty nói là kiểu sau khi nâng mũi nhìn em cảm giác cái phong thái nó cũng khác, nói chuyện cũng khác, kiểu nó dịu dàng hoặc nó cảm giác nó tự tin, mà nó vui tươi hơn, nhìn khác hẳn luôn. Mặc dù em không có thay đổi phong cách gì hết, bình thường vẫn ăn vẫn như vậy, nhưng mà mọi người cảm thấy em trở thành một người khác vậy đó. Bản thân thì cảm thấy cuộc sống mình nó vui tươi hơn, gọi là mạnh dạn hơn, giao tiếp được, tiếp xúc được với mọi người, mình có thể bắt chuyện thoải mái hơn hồi xưa. Mình cảm giác mình là vậy. Về dịch vụ ở trung tâm á, thì mình rất là hài lòng. Thì mình cần đến trung tâm, mình hỏi gì thì trung tâm rất là trả lời rất là nhanh và rất là nhiệt tình. Và thực ra thì trung tâm cũng có hướng dẫn rất là kỹ trước khi mình làm rồi, thì mình có thể xem theo đó và làm theo thì không có vấn đề gì hết. Về Bắc Phương thì mình cảm thấy Bắc Phương rất là nhiệt tình luôn. Thật sự là mình có đi tư vấn chỗ khác rồi thì mình cảm thấy Bắc Phương là nhiệt tình nhất luôn. Bắc Phương cảm giác rất gần, nói chuyện rất là gần gũi á, nên là rất là thân thiện á, nên mình cảm thấy thoải mái khi quyết định chọn Bắc Phương. Là về vấn đề tài chính nữa, thật ra là mình lấy hết để đi nâng mũi thì mọi người nói là mình quyết định rất là đúng đắn luôn, vì kiểu như nó thay đổi hoàn toàn khác với hồi xưa hẳn, cho nên mình cảm thấy rất là vui khi mà mình quyết định nâng mũi. Mình cảm thấy rất là xứng đáng khi mà bỏ ra số tiền, cảm giác như thay đổi cái diện mạo mới của mình. Mình nhận được clip nâng mũi trong phòng phẫu thuật thì hôm trước là mình đã nhận được rồi, và mình cũng đã xem hết cái clip đó, clip cũng ngắn thôi. Thì khi xem á, mình cảm thấy tin tưởng và khá là yên tâm, bởi vì đúng là bác Phương làm. Với lại phẫu thuật sườn của mình, có nhiều người rất là sợ nâng mũi bằng phương pháp sụn sườn á, thì mình có một lời khuyên cho các bạn là phẫu thuật thì đương nhiên nó sẽ có cảm giác, các bạn sẽ có thấy đau rồi, nhưng mà khi làm xong hài lòng thì mình sẽ quên được cơn đau đó, mà thật ra thật sự là mình chảy qua rồi. Nó chỉ chừng bằng 3 ngày đầu các bạn cảm giác thì nó khá là nhói, nhưng mà vẫn đi được nha, cái không thể nào mà nằm một chỗ là không rồi, mình vẫn sinh hoạt được. Cái mức độ đau đó của mình cảm thấy là ai cũng có thể chịu được. Nên là các bạn đừng lo lắng quá vấn đề nâng mũi sụn sườn. Nếu có quyết định làm thì mọi người cứ mạnh dạn làm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của mình trong vòng 1 tháng qua. Chào tạm biệt các bạn.
cảm ơn các bạn nhiều.